Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là hôm nay mình với anh Huân đi về quê. Thì trước nhà mình có nuôi một cái ao cá rất là lớn. Bây giờ mình muốn cho anh Huân trải nghiệm cách cho cá ăn á mọi người. Mọi người cùng theo mình với anh Huân nha. Cho cá ăn. Nhà cha mình đang sắp xếp chỗ ngồi cho ảnh nè mọi người. Có thấy khổ không? Thương ảnh lắm ạ. À. Cô ăn hả? Dạ. Đây nè, con này là Akun nhà mình nè mọi người. Đó. Mọi người thấy không? Mình về nhà chơi mà Akun nó không theo mình, đi theo ảnh không à. Đó. Mọi người coi vậy được không? Akun yêu ảnh. Anh nói Akun yêu ảnh kìa. Mày chài thấy ớn. Akun á. Ừ. Rồi đi nè anh. Go ba. Let's go. Cẩn thận, ấy ấy từ từ. Cha cha vịn cái xuồng ơi. Ê trời ơi trời ơi. À ba ơi, bị ghé vô anh ơi. À ba ơi. Thanh đồ rau đi anh. Dạ. Ảnh hơi bự á mọi người. Ảnh xuống cái xuồng nhỏ nhìn mắc cười quá. À cô ơi, mình muốn đi luôn hay vậy? Hả? Thôi đi ở nhà đi cô ơi. Để cho ba cha con tôi đi thôi được rồi. Dạ. Dạ. Ok. Xuống tới đây. Anh yêu. Give a food for first. Fish. Dạ. Đúng rồi. Feed từ từ anh. Từ từ feed nó mới lên. Rồi cá nè mọi người ơi. Trời ơi, nó lên nó ăn nè. Nè. Cha mình với anh Huân đang gãi nè. Gãi đi bà. Cô gãi xuống đi. Đó. Rồi là rải. Đó. Anh gãi quá trời luôn rồi. Từ từ anh ơi. Anh đó, giống trai em á. Papa. Look at my father and make it. Yeah, like him. Nè mọi người nghe tiếng cá ăn không mọi người? Không phải cá ăn mà nghe cái tiếng mà cá nó lên mà nó quẩy nước á. Nhoi hết trơn luôn á. Nghe đã nè. Đó. Cá này cá tra nè. Đó, lên nó ăn hết hết cưng luôn. Nè. Ảnh ngồi cá muốn hết cái xuồng mình luôn thấy không? Bích cái bề ngang luôn á. Mới gãi đây là nó bu lên nè. Dạ. Tội nghiệp cha mình quá ha. Cha mình vừa cho cá ăn mà vừa bơi chở mình với anh Huân nữa. À. Mê dữ trời. Wow. Không biết thả cái tay xuống nó có ghẻ tay mình không ta. Ta thử lên. Nó khôn quá à. Nó biết. Ý, mình đụng được nó nè. How do you feel, ba? Really good, wonderful. Đẹp lắm luôn. Dạ. Thấy mình xa quá trời luôn. Dạ. Wow. Bây giờ mình nhìn lại phía sau nè mọi người. Mình đi được một chút rồi nè. Đó. Nó ụt coi kìa. Mọi người thấy mê ha. Trời ơi, nó dành nó ăn kìa mọi người ơi. Cẩn cẩn đi. Wow. Chút mà nó nhoi hết trơn. Đó. Trời ơi, anh Huân nhà tôi. Ông gãi kìa. Cũng gãi hả? Ồ, giỏi.
Xa ta. Good, good. Anh yêu, turn around đi. Anh yêu turn around and give food for fish. I wanna see your face. Anh xây mình cái nghiêng cái xuồng qua bên luôn. Trai cẩn thận nha. Nè nè nè. Đó, nó bu lại nè. Dạ. Nghĩa là cá ăn dĩa rồi. Dạ. Đó rồi, thấy không? Chưa anh ơi, tại vì nhiều cá lắm. Nè, cha mình nè. Cha ơi, không có cho ăn trong đây hả cha? Dạ. Giờ mình chờ hả cha? Mình chờ hay sao cha? Vậy hả? À, cha mình nói là cho ăn hết cái đĩa luôn. Tại vì mình nói cha ở trong đây mình có cho ăn không? Tại vì mình cho ăn ở ngoài rồi mọi người. Cái cha mình nói mình cũng gãi trong đây nữa. Gãi trong đây rồi một lát cá nó ăn ở ngoài xong rồi nó vô đây nó ăn. Giống như là mình cho nó di chuyển vậy. Nó kiếm thức ăn á, đặng cho nó khỏe mạnh. Chứ để cho nó ăn một chỗ á thì nó bị lười biếng. Béo giống như anh Hùn vậy. Dạ. Anh quấn đồi. Anh học kỹ năng này nha. Dạ. Rô nha. Đâu anh làm lại ơi. Anh làm lại cho em coi ơi. Anh làm lại cho em coi ơi. À, khi anh lại khi anh ở quấn đồi, anh là giáo viên. Ok. Giáo viên cho người ở quấn đồi. Dạ. Đúng không? Cho nên là anh giái cái này. Đâu anh làm lại ơi. Làm lại với thức ăn ơi. Anh làm lại cho em coi. Nè nè, anh học cái cách này nè. Đó. Không làm sao hồi mà. Anh nói chứ khi mà anh ở quân đội ở bên Hàn á mọi người, là anh có dạy cho những cái người mới nhập ngũ á, người ta bắn bắn súng rồi ném lựu đạn. Thì trong đó là có ném lựu đạn á. Thì giống như ảnh đang ném thức ăn này nè. Đó. Anh thích cá không? Mát hả? Wow, em yêu ơi. Dạ. Wow, đẹp lắm luôn. Ý anh nói là mây đẹp. Đẹp lắm. Đâu để em quay lên đây. Nè mọi người, ở dưới quê mà rất là thoáng mát. Buổi chiều nè mọi người, mây trong trời trong xanh ha. Đó. Giờ là cũng sắp 5 giờ mấy rồi phải không anh? Đó là lúc mà mặt trời sắp lặn á mọi người. Cái còn ít ánh nắng ít ỏi vậy nè. Còn chút nắng vậy đó. Rất là đẹp, thơ mộng ha. Đó. Give food for fish đi anh, for fish đi. Cái này hết hả? Dạ, cho ăn hết luôn hả cha? Hết luôn anh yêu. Maybe we must give more food for fish. More. Dạ, cha mình nói chắc là gãi xong mà phải thêm thức ăn nữa, tại vì ăn không đủ. Mọi người thích không? Mọi người thích mình đi trên xuồng rồi mình cho cá ăn gì không mọi người? Chứ là mình với anh Hôn là rất là thích luôn. Tại vì cảm giác thư giãn lắm. Với lại mình nhìn cá nó ăn vậy nè mọi người. Thấy cưng gì đâu luôn á. Rất là tuyệt vời. Ở đây ít rồi, tại vì nó ăn hết thức ăn rồi đó. Wow, lẹ quá hắn cha. Ăn hết rồi. Dạ. Bây giờ là cá mọi người, nó đang bên ngoài đây hết rồi nè. Mọi người thấy không, nãy mình quay là nó ăn nhoi hết trơn. Bây giờ nó lặn hết rồi. Là nó đi vô trong đây nè. Nó đi đầu trong nó ăn nè. Đó. Nó bơi vô đầu trong nó ăn á. Cái cha mình nói á, cha mình bơi vòng trở lại, gãi thức ăn ở đầu ngoài, đặng cho nó bơi ra đầu ngoài nó ăn, cho nó vận động, cá sẽ không bị béo phì. Anh yêu, we give food there and we also
called tug and row and give food there. Because my father want the fish move. Move, come there and eat. Tập thể dục hả? Dạ, tập thể dục, uổng tông he vô á. Đặng không có fat in love. Mình nói không có nữa rồi mày ơi. Đây anh ôm hớ. Mình nói cá để cha mình gãi thức ăn giống vậy nè. Để cho cá nó tập thể dục. Tiếng Hàn uổng tông he vô là tập thể dục. Đặng cho cá không có bị mập, không có bị mỡ trong máu. Giống như ảnh. Cái ảnh nói với mình đó là anh giảm cân rồi. Rồi quay về không thấy cha. Anh hôn đó mọi người, anh gãi đại gãi đùi nha, chứ anh không có biết gì chứ. Anh gãi lần một đống vậy đó. Nè, nè thấy không đó. Anh muốn gãi đâu anh gãi à. Người ta thay vì cha chỗ mà cha mình gãi rồi phải không, thì ảnh khoan hay gãi. Mà anh này anh thích chỗ nào là anh gãi chỗ đó đó. Khổ không? Ôi ôi trời anh đau kìa. Mọi người thấy mọi người. Qua nè. Dạ. Apa ơi, fish die a lot but also healthy. Lúc trước á thì cá mình cũng nhõng nhẽo mọi người. Thế nó cũng chết đâu ba mớ. Mà bây giờ còn như đây nè. Thôi thôi, nó ăn ở đây mình cảm thấy là kêu bằng là rất là nhiều luôn, nó chen chút nhau á. Kìa trên bờ Akun kìa. Akun ăn được cá. Akun đợi ảnh lên, ảnh đi theo ảnh á. Khổ lắm ạ. Cái tí vô chi. Mình đông hay vô đi. Wow, có mình. Đâu? Nông dân rồi. Nông dân. Hả? Anh you become nông dân. Nông dân hả? Dạ. Nông nghiệp, làm nông nghiệp hả? Đúng rồi. Nông sản hả? Ồ, gió thổi nè anh. Gió thổi mát quá. Dạ. Trời ơi, sao con thấy nó vô đồ trong ít quá cha. Dạ. Nãy giờ. Rồi nè mọi người. Thấy không? Một phần cha mình nói là cá nó quen ăn ở đây rồi, cho nên là gãi ở đây nó tập trung rất là lẹ. Giống như mấy con mà nó bị lười biếng á mọi người, nó đâu có chạy trong đầu trong nó ăn đâu. Nó ở đây nè, nó chờ sẵn. Ví dụ gãi thức ăn ở lên liền đó. Còn mấy con thì nó chạy chổng cho nên đông. Ê anh ơi, ba ơi, be careful nha. Anh nói anh có thể gãi hết cái phần thức ăn ở trong thao được không? Anh gãi sao mà anh gớt dưới luôn đi nha. Trời ơi, mới chào đảo quá anh ơi. Cái dù nó chào đảo. Sợ quá. Sợ té xuống giật mình mấy con cá thôi. Đã quá. Cốt kìa. Rồi. How do you feel after you take care of the fish? Hạnh phúc lắm luôn. Cảm thấy hạnh phúc hả? Hồi đó giờ á. Before, did you take care of fish like this? Trước đây anh có từng cho cá ăn giống vậy chưa? Chưa hả? Anh cảm thấy rất là vui và hạnh phúc với mọi người. Good. Thôi bây giờ mình cho ăn xong rồi, mình với ảnh chuẩn bị vô ăn cơm. Đó. Giờ cha mình bắt đầu là giúp ảnh lên.
đi xuống không sao, cho cá ăn không sao, lên té đi nha. Rồi, ok, goodbye mọi người. Bye bye. Chào mình, bye bye mọi người nè. Ok, chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha. Ở ngoài đó là cô Út mình á. Cô Út mình đang vớt mấy cái dơ á mọi người, của đìa cá. Rồi, thôi bye bye mọi người. Đây cái đìa cá của mình đây. Im điềm lặng lẽ rồi, ăn xong rồi.